quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số xã của huyện Điện Biên, học sinh các cấp học trên địa bàn huyện đã tạm dừng đến trường từ ngày 8 tháng 11. Việc dạy và học chuyển sang hình thức trực tuyến của một số trường học ở huyện Điện Biên đã gây ra những trăn trở, thậm chí là gánh nặng về kinh tế cho nhiều gia đình vì phải mua sắm các thiết bị phục vụ cho con em học tập. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau những ngày đắn đo suy nghĩ, chị Hoàng Thị Ngân, giáo viên trường tiểu học Thanh Yên mới quyết định mua thêm máy tính để cho con học online. Gia đình cũng như gia đình tôi cũng phải mua thêm một cái máy tính để phục vụ cho việc dạy học các con dạy học trực tuyến. Mặc dù là có tiền lương đấy nhưng mà cái áp lực về kinh tế cũng rất là khó khăn. Khi mà bỏ một số tiền cũng không phải là nhỏ ra để mua thiết bị. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, không có tiền để mua máy tính hay điện thoại thông minh đắt tiền, vợ chồng chị Quang Thị Lả ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên lên thành phố, đi các cửa hàng tìm mua cho con một chiếc điện thoại giá rẻ để con học online. Mình tôi thì rất hoàn cảnh, có 3 đứa cháu nó học, đang học online, nhưng mà 2 đứa thì lấy điện thoại của bố mẹ học, còn đứa thứ 3 thì lại đang thiếu, xong bọn tôi lại phải bán thóc bán gạo đi mua thêm cái điện thoại nữa cho cháu nó học online. Nhiều phụ huynh là ở huyện mà, nên là các phụ huynh đến mua máy tính cho cháu thì là ví dụ như là cũng chưa bao giờ mua máy tính cho con, cũng chưa hình dung được là cái khoản tiền mua máy tính cho con là bao nhiêu tiền. Và đến khi hỏi máy tính là ví dụ một khoản thời điểm bây giờ thì máy tính đang là 10 triệu một cái máy là thấp nhất, thì các phụ huynh là cũng chưa có khoản tiền lớn như thế để chuẩn bị mua cho con, nên là cũng cố gắng là hỏi máy tính có máy tính cũ không để các phụ huynh mua để phục vụ thời điểm hiện tại cho cháu học. Nhiều phụ huynh thì đến sửa có những cái máy tính cũ rồi ấy, là mang ra để sửa, để muốn phục vụ, muốn cố gắng là sửa cái máy với giá thành thấp nhất để cho các cháu học. Thưa quý vị và các bạn, việc dạy và học trực tuyến rõ ràng là thêm một khoản chi phí là gánh nặng cho rất nhiều bậc phụ huynh học sinh. Thế nhưng kết quả cũng như là chất lượng của việc dạy và học online thì có được như mong đợi.